hồi á, ông anh đi làm cách mạng á, thì lúc á, tôi mới có 6 tuổi thôi, là ông anh tôi ổng đi chiến đấu, ổng đi đánh trận trận bàn, rồi ổng rút về rồi pháo bắn thì ổng bị hy sinh. Ổng hy sinh năm 68. Khi mà Hòa Bình lập lại năm 78 là mình với ông bà vợ đấy đi tìm, nhưng mà xuống bộ tư lệnh quân khu rồi không có kết quả. Sau này đó là quân khu mới báo, là mình mới biết là ông anh là trung đoàn 16, chứ lúc trước là mình không biết ổng ở đơn vị nào. Đi tìm ông anh ổng hy sinh rồi, không biết ổng mồ mả ổng ở đâu, mà đi tìm nhiều năm quá rồi. Nghe người ta nói là gia đình đi ra ngoài vào ngoại cảm ngoài Bà Rịa Vũng Tàu á, thì mình ra ngoài đó thì rồi bà chỉ cho mình á, mộ ông anh liệt sĩ ở nghĩa trang ở cầu xe á, mà mình lên trên đó thì cái mộ để là tên anh gắn liền với chiến công bất tử, chứ không có để tên ông anh mình. Đi qua nhà ngoại cảm thì cái mộ là như thế này, nhà ngoại cảm chỉ mộ là như vậy, là mình cũng đã đến cúng cái mộ này, nhưng mà cuối cùng lại là không đúng. Hầu như thời điểm đó đã rất nhiều là nhà ngoại cảm mình tìm nhiều năm không được, thì mình nghĩ là tâm linh có thể là tìm hộ cho mình. Mình cúng người ta nó hướng dẫn mình là lấy một cây nhang hay một cái chiếc đũa để một cái trứng vịt, nếu đứng thì là có lẽ là đúng. Rồi trong khi đó mình đi cứ ngày tháng 7 mình đi lên đó mình thăm ông anh mình, mình giếng ông anh mình, mình cúng, rồi cứ đi nhiều năm quá cái mình thấy coi trong mình thấy chứ không phải ông anh mình đó, cũng 5-6 năm. Sau khi mình bị hỏi cái ông mà giữ ở nghĩa trang đó, cho địa chỉ số điện thoại ở nhà của bác Giang á, rồi mới liên hệ gia đình, mới liên hệ với bác Giang. Khoảng 24 là anh chị có đến nhà tôi, mà tôi cũng hồi đó là không biết ông này ở đâu, mà tìm mãi đấy thì bắt đầu tôi mới lên đôi tầm 2 tôi xác minh lại lần nữa, thì bắt đầu tôi thấy này, ông này đúng là người của trung đoàn rồi. Từ đó bắt đầu hai vợ chồng hôm sau mới đến đấy nhận giấy tờ, rồi làm thủ tục là lên tỉnh là trình xong. Đến nó khi xong thủ tục rồi thì tỉnh bốc chung về. Thế hiện nay thì ông có mộ ở nghĩa trang Bình Dương. Đơn vị tôi là hy sinh 4.000 trong chống Mỹ, hầu hết là chưa có phần mộ, vì chiến đấu ác liệt quá, cho nên là anh em là hy sinh là không có tin tức và không có dấu tích, không được nhận được cái phần mộ. Sau khi mình đánh rồi là mình phải rút chứ còn ở đó tí là bom máy bay nó lên là bắn pháo cả thứ lên, cho nên là cái số anh em mà hy sinh năm đó nhiều người là mình không lấy được, mà phải do địa phương đó. Như vậy mình đánh trần là mình báo với địa phương thì người ta cho người là làm tặng thương để tải đàn cả thứ. Dân ở đây là dân cách mạng, mà mình cũng có dân cách mạng như thế thì như vậy mình cũng thể là làm sao mà đánh được cả. Đấy là dân vùng ven đấy, từ Củ Chi ra đến nó như thế. Các cái đơn vị chủ lực là hầu hết là người miền Bắc đưa vào, đưa theo cái đường Lục Ninh xuống. Nhiều thanh niên ở trong này là thích vào đó, nhà còn gần là đó thì họ mới bắt đi vào, rồi vào nó xin vào đơn vị chủ lực, vì đơn vị chủ lực là nó tổ chức nó cơ bản các thứ, thích xung phong vào đó để đi chiến đấu. Ở các nghĩa trang là cái phần sai lệch là rất nhiều. Tôi có hai cái tài liệu rất quan trọng để giúp đỡ được ngàn gia đình là nhân mộ. Đó là hai cái cuốn và danh sách liệt sĩ cơ bản của trung đoàn mà ở ban chính sách để lại. Thì như vậy là từ năm 2007 trở đi là tôi bắt đầu đi là các nghĩa trang. Tôi chụp hết, xong về tôi chiếu lên TV, tôi mới ngồi nghiên cứu từng cái phần mộ. Sai tên, sai họ, sai quê, sai tỉnh là rất nhiều. Nếu mà giả sử không có ai giúp thông báo cho gia đình thì địa phương không cho nhận.
Thì cái này là mình cũng giúp được đó là cái thời gian đó là hơn 1.000 là mộ liệt sĩ là được thông báo về các địa phương. Vong hồn của liệt sĩ là hầu như là rất là linh thiêng, thì cũng đưa đến cái ngày để cho mình gặp được Bắc Giang mà tìm lại được ông anh sau coi như tên 50 năm. Khi mà lên lấy thì nó chỉ hài cốt chắc khoảng còn chừng 2 ký. Nhiều năm lắm đi tìm mộ của ông anh không được, gia đình buồn. Để gia đình tôi không bỏ cuộc, cũng phải đi tìm ông anh đi, tôi bằng được không? Tìm đến ngày đó, biết được ngày 2020 là biết tìm được. Rất là mừng, gia đình rất mừng lắm. Tại Bình Dương đó, thì cũng còn rất nhiều gia đình liệt sĩ chưa tìm được thân nhân, kể cả mộ mã. Nghĩa tử là nghĩa tặng. Thì đối với những Mỹ, kể cả bộ đội, kể cả chế độ của vậy, thì nếu người ta tìm, mình có thông tin mình vẫn giúp cho người ta được. Nếu mình biết thông tin, mình hy vọng như thế, để cho người ta tìm được hài cốt thân nhân của họ, cũng như sự may mắn như gia đình mình.